Mẹ kế độc ác bị sét đánh. Trước kia có một người đến năm 40 tuổi thì vợ bị bệnh qua đời, để lại đứa con trai còn thơ dại. Người ấy vì chịu không nổi cảnh cô đơn, lại thấy cô hàng xóm xinh đẹp, liền hỏi cưới. Sau khi lấy nhau một năm, hai năm, người mẹ kế này đối với đứa con chồng rất hòa thuận, thương yêu, tỏ ra hết lòng chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng sau khi cô ta sinh được hai đứa con trai, liền sinh lòng thiên vị. Bề ngoài có vẻ như thương yêu con chồng, nhưng trong lòng luôn tìm cách hãm hại. Chẳng qua vì cô chỉ muốn dành trọn mọi thứ cho hai đứa con của mình. Mấy năm sau, người chồng bị bệnh nặng, thuốc thang không hề thuyên giảm. Biết mình không còn sống bao lâu nữa, ông cầm tay đứa con của người vợ trước, nói với người mẹ kế của nó: "Bà này, sau khi tôi qua đời, tài sản trong nhà nên chia đều cho ba đứa con trai. Cả đời tôi đã dành dụm được không ít, nên chuyện mưu sinh của mọi người chắc không có gì đáng lo. Tuy nhiên, đứa bé này là con trưởng, giả lại là con người vợ trước của tôi. Nó bất hạnh đã mất mẹ từ khi tấm bé. Nếu không có bà chăm lo, săn sóc, làm sao có thể lớn khôn thành người có ích được. Hiện tại, sức tôi đã kiệt, chắc không sống được bao lâu nữa. Mong sao bà hãy xem đứa con này cũng như con của mình sinh ra. Hãy thay tôi chăm sóc, dạy dỗ cho nó nên người." Nói xong, người ấy quyến luyến hồi lâu rồi mới nhắm mắt lìa trần. Sau khi chồng qua đời, người vợ kế liền biểu lộ ý niệm tà ác của mình, đối xử với con riêng của chồng hết sức tàn ác, ngược đãi như súc vật. Áo quần, đồ ăn, thức uống đều kém xa con mình, lại còn thường xuyên đánh đập, mắng chửi. Tuy thường nằm mộng thấy người chồng đã chết nghiêm khắc trách mắng, song bà ta vẫn tính nào tật nấy, không chịu thay đổi. Mặc dù vậy, đứa con tội nghiệp kia lại hết sức hiếu thuận với mẹ kế. Dù người bị đối xử tệ bạc đến đâu, cũng đều vui vẻ, chịu đựng, không hề oán thán. Đến khi các con khôn lớn, người mẹ kế không muốn chia tài sản cho đứa con trước của chồng. Nhưng vì sợ miệng đời dị nghị, nên liền rắp tâm tìm cách hãm hại. Bà ta nghĩ, chỉ cần thằng bé chết đi, thì ta không cần phải chia tài sản cho nó nữa, mà hàng xóm cũng chẳng ai chê trách được. Thế là một hôm bà ta làm bánh, rồi lén bỏ thuốc độc vào, gọi đứa con trước của chồng về ăn. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, mây đen ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời, sấm sét ầm ầm, chớp nhoáng sáng chói. Người mẹ kế trong lòng bất chính, nghe tiếng sấm chớp dữ dội như sắp đánh xuống người mình, thì kinh khiếp đến bủng rủng cả tay chân, quỳ mọp xuống đất, chắp tay lạy như tế sao, luôn miệng tự xưng tội: "Con biết tội rồi, con biết tội rồi. Lẽ ra con không nên lén bỏ thuốc độc vào bánh để mưu hại con chồng. Con biết tội rồi, xin ông trời tha cho con được sống." Đứa con người vợ trước nhìn thấy mẹ kế đang run rẩy khiếp sợ van xin như thế, liền dẫn cả hai đứa em chạy đến, cùng quỳ xuống đất van xin ông trời hãy tha thứ cho mẹ chúng. Hồi lâu sấm sét mới dịu bớt, mấy mẹ con cùng dìu nhau đứng dậy. Người mẹ kế vẫn chưa hết cơn run sợ, nhưng không khỏi xấu hổ về việc làm xấu xa của mình, liền ôm lấy đứa con chồng khóc lóc xin lỗi, hứa từ nay về sau sẽ không còn ghét bỏ nó nữa. Từ đó về sau, quả nhiên bà ta thật lòng hối cải, từ bỏ những hành vi ngược đãi đối với con chồng, hơn nữa còn hết lòng thương yêu chăm sóc giống như con mình. Trích dẫn Tọa Hoa Chí Quả. Sinh làm con để đền ơn. Thái Tiểu Hà lúc tuổi còn trẻ
đã làm đến chức bố chính ty tại Thiểm Tây. Khi ấy có vị tri huyện già ở một huyện nọ, vì tuổi cao sức yếu, nhiều bệnh tật nên xin về hưu. Khi vị tri huyện mới đến thay thế, liền phát hiện tri huyện cũ đã làm thâm hụt ngân quỹ đến 3.000 đồng tiền vàng. Pháp luật lúc đó hết sức nghiêm khắc. Người làm thâm hụt công quỹ từ 100 đồng tiền vàng trở lên sẽ bị tịch thu hết tài sản hiện có và bắt giam vào ngục. Nếu trong thời gian quy định mà gia đình không đủ sức bồi hoàn thì sẽ phải chịu tội tử hình. Nhưng vị tri huyện ấy làm quan hết sức thanh liêm, sở dĩ có sự thâm hụt hơn 3.000 đồng tiền vàng đó đều là do thất thu các khoản do triều đình quy định. Vì đối với những người dân nghèo khổ, ông không nỡ nặng tay cưỡng ép họ nộp vào công quỹ. Sự thật là ông không hề tham ô dù chỉ một đồng vàng. Chính vì thế mà sau khi về hưu, gia sản ông chẳng có gì nhiều. Hơn thế nữa, tính tình ông hết sức cương trực, tuyệt nhiên không nhờ đến bạn bè giúp đỡ, chỉ im lặng chấp nhận, tuân theo pháp luật, trói tay chờ chết mà thôi. Thái Tiểu Hà vốn hiểu rất rõ về vị tri huyện già này. Vì thế, hai ngày sau khi vụ án được trình báo lên, ông liền cho triệu kiến vị quan huyện già. Trong buổi tiếp kiến, ông bảo người hầu lui hết ra ngoài, chỉ còn riêng mình ông với vị quan huyện, rồi nói: ông làm thâm hụt ngân sách hơn 3.000 đồng tiền vàng. Tôi biết ông không có khả năng hoàn trả. Vậy ông hãy đưa công văn chi trả đến, tôi sẽ ký vào đó là đã nhận đủ rồi. Vị quan tri huyện nghe Thái Tiểu Hà nói, liền trả lời một cách hết sức sợ sệt: làm sao hạ quan có thể dám làm như vậy? Thái Tiểu Hà giải thích: chẳng phải tôi nói đùa đâu, bởi tôi biết ngày thường ông làm quan rất chính trực, liêm khiết, chỉ vì thương dân mà phải bị liên lụy đến thân mình. Do đó, tôi sẽ đem số tiền tích lũy dành dụm trong mấy năm qua để bồi thường khoản thiếu hụt này cho ông. Nhưng chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ còn cách làm như vậy có thể giúp ông thoát khỏi án tử hình. Vị quan tri huyện nghe Thái tiên sinh nói vậy thì vui mừng cực độ, cảm kích không thể nói bằng lời, dập đầu cáo biệt. Hôm sau, vị quan tri huyện đó mang công văn giải trình chuyện thiếu hụt lên Thái Tiểu Hà. Tiên sinh lập tức phê vào ngày tháng thu nhận, rồi đóng dấu ấn lên, xem như giải quyết xong vụ án. Sau đó, tiên sinh tự lấy tiền nhà nộp đủ vào ngân sách. Sau đó, một hôm, vị quan tri huyện già kia mặc quan phục đến xin gặp Thái tiên sinh, dập đầu cảm tạ và thưa: tôi thọ nhận ân đức tái tạo của đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Tiếc thay đời này đã già nua, suy yếu, e rằng không thể báo đáp được ơn sâu của đại nhân. Chỉ còn cách nguyện với lòng, sau khi chết sẽ đầu thai làm con đại nhân để báo đáp đại ân đại đức này. Nói rồi cáo biệt về quê. Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã hơn 10 năm qua. Vào một buổi trưa, Thái Tiểu Hà đang thiêu thiêu ngủ trong đại sảnh, bỗng nhìn thấy vị quan tri huyện già năm xưa mặc quan phục bước vào nhà vái chào. Thái tiên sinh giật mình nhớ lại sự việc ngày trước, chưa kịp lên tiếng đáp lời thì bỗng thấy vị quan tri huyện đó xăm xăm đi thẳng vào buồng ngủ của vợ mình. Thái tiên sinh liền gọi ông dừng lại, ngay khi đó giật mình tỉnh giấc. Lát sau, người tỳ nữ chạy ra bẩm báo rằng phu nhân vừa sinh con trai. Thái tiên sinh nghĩ thầm, rốt cuộc ông ta cũng đã đến thật rồi, nhất định sau này sẽ chấn hưng gia tộc của ta. Do đó
liền đặt tên cho đứa bé mới sinh ra là Chấn Võ. Đứa bé này rất thông minh, chưa đầy 20 tuổi, đã đậu thủ khoa trong kỳ thi năm đó. Năm Bính Thân thi đậu tiến sĩ, được đưa vào viện Hàn Lâm. Sau đó được đề cử làm quản đông đạo đài. Quả thật đã làm vinh hiển cho cả dòng họ Thái. Trích Tọa Hoa Chí Quả. Cậu bé xấu xí, nhục mạ độc giác, mang tướng xấu, nhờ nguyện lực được chuyển thân. Ngày xưa ở Ấn Độ có vị đại tài chủ, ông ta có rất nhiều tài sản, đồng thời cùng vợ vui hưởng cuộc sống hạnh phúc. Sau đó vợ ông mang thai, nhưng lại sinh ra một đứa trẻ vô cùng xấu xí. Hai vợ chồng vì vậy rất đổi ưu phiền. Tài chủ oán giận nói: kiếp trước không biết chúng ta đã tạo nghiệp gì, lại sinh ra đứa con xấu xí thế này, chi bằng dứt nó đi cho chó ăn cho rồi. Người vợ ngăn cản chồng: không được, nếu chúng ta giết nó, sau này sẽ phải đọa địa ngục. Chi bằng bí mật nuôi dưỡng, đợi nó có thể tự kiếm sống được, hãy đuổi nó ra khỏi nhà vậy. Vì đứa bé tướng mạo xấu xí, nên họ đặt tên cho nó là Thằng Xí. Thằng Xí lớn thêm một chút, quả nhiên bị vợ chồng tài chủ đuổi ra khỏi nhà. Nó lang bạt khắp nơi, xin ăn sống qua ngày. Bất kể là đến thành phố nào, vì nó có tướng mạo quá xấu, ai nhìn cũng đều kinh sợ, nên luôn bị bọn trẻ rắn mặt chọc phá, đánh đập, hoặc nhéo tai, tát vào mặt, hoặc ném đá, phân trâu, thậm chí dùng gậy đánh cậu. Chúng còn vừa đuổi đánh, vừa gào lên: ma quỷ đến rồi, ma quỷ đến rồi. Không biết kiếp trước mình đã tạo ác nghiệp gì mà kiếp này phải khổ sở thế này. Không thể ở lại những nơi đông người nữa, chi bằng đến công viên vắng vẻ, yên tĩnh, chắc sẽ đỡ hơn. Thế là Thằng Xí bèn đến công viên ở, ban ngày ẩn nấp, đợi mặt trời xuống núi rồi mới len lén ra ngoài, tìm chút thức ăn du khách vứt bỏ, miễn cưỡng sống qua ngày. Khi đó, Phật Đà dùng sức thần thông, quan sát thấy đứa bé xấu xí ấy, biết nhân duyên cậu được giáo hóa đã thành thục. Ngài liền hóa thành đứa bé xấu hơn nữa, đựng một ít thức ăn vào đấu giải, đến công viên nơi cậu ta trú ngụ. Thằng Xí vừa trông thấy một đứa bé hóa thân của Phật Đà thì vô cùng sợ hãi, quay người chạy mất. Phật Đà lập tức dùng lực gia trì, khiến cậu không chạy được, mà còn quay đầu nhìn lại. Thế là cậu phải nhìn kỹ đứa bé xấu xí kỳ lạ kia. Nó thầm nghĩ: không ngờ thế gian này còn có một đứa cỡ tuổi mình mà xấu hoắc vậy. Không biết nó là ai, con nhà nào. Lúc Thằng Xí chạy đến chỗ thằng nhỏ ấy do Phật hóa thành, cậu ta liền quay đầu chạy. Thằng Xí vội gọi to: đừng chạy, đừng chạy. Cậu muốn chạy đi đâu? Tại sao lại chạy vậy? Cậu nhỏ trả lời: vì tớ xấu quá, bất kể đi đâu cũng bị người đấm kẻ đá hoặc tát tai. Họ còn lấy phân bò, đá cục ném tớ. Có khi vừa đánh vừa chửi tớ là ma quỷ. Vì vậy tớ sợ gặp người lắm. Hễ thấy người tớ liền bỏ chạy thục mạng. Thằng Xí liền tiếp lời: cậu không cần phải sợ. Tớ cũng thường bị người ta đánh vì quá xấu đây. Chính vì vậy tớ mới trốn ở công viên vắng vẻ này, bảo đảm không bị người khác trông thấy. Cậu không cần phải sợ nữa. Chúng mình có thể cùng đi tìm thức ăn. Được đấy, chúng mình làm bạn nhé. Cậu bé huyễn hóa, chậm chậm tiến đến gần cậu. Còn lấy ra thức ăn, gói trong đấu giải, chia một ít cho cậu ăn. Ăn no rồi, cậu bé xấu xí rất vui, cảm thấy họ có thể cùng sống với nhau, liền sinh lòng hoan hỷ đối với cậu bé huyễn hóa. Trong giây phút cậu sinh tâm hoan hỷ, Thế Tôn liền hiện ra 32 tướng trạng, thân kim sắc trang nghiêm vốn có của Ngài. Cậu bé xấu xí vừa thấy tướng tốt trang nghiêm ấy, phút chốc sinh tính tâm và tâm hoan hỷ không gì bằng. Không có niềm vui nào suốt 12 năm qua,
có thể so sánh bằng niềm pháp hỷ ấy. Thế là cậu bước đến trước Đức Phật, cung kính đảnh lễ. Thế Tôn truyền pháp cho cậu, ngay lúc đó cậu đạt được quả dự lưu. Cậu bé xấu xí thầm nghĩ, nếu mình sinh ra không có tướng mạo xấu xí thế này, thật mong được xuất gia thọ giới theo giáo pháp của Phật Đà, giải thoát sự khổ trong sinh tử luân hồi. Đáng tiếc là nhân duyên của mình không đủ đầy. Trong giây phút cậu phát tâm xuất gia ấy, tướng xấu phút chốc biến thành diệu tướng. Cậu lập tức đến trước Phật thỉnh nguyện, nếu Thế Tôn từ bi cho phép, con nguyện xuất gia thọ giới tịnh phạn theo giáo pháp của Thế Tôn. Phật Đà thọ giới tỳ kheo cho cậu, đồng thời truyền một số pháp yếu. Cậu y theo pháp tinh tiến tu hành, không lâu sau diệt tận phiền não tam giới, chứng đắc quả A-la-hán. Khi đó, chúng tỳ kheo thỉnh hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cậu bé xấu xí nhờ nhân duyên gì được sinh ra ở nhà giàu có? Lại nhờ nhân duyên gì mà sinh ra tướng mạo xấu xí, bị cha mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà? Sau đó, tại sao có thể sinh khởi tâm hoan hỷ đối với Phật Đà, sau cùng xuất gia chứng quả A-la-hán? Ngưỡng mong Thế Tôn vì chúng con mà giảng nói nhân duyên trước sau ấy. Thế Tôn nói với chúng tỳ kheo: Đây là vì nhân duyên thành thục của hai đời. Trước đây, vào lúc chưa có Phật trụ thế, chỉ có Bích Chi Phật ở thế gian. Lúc bấy giờ, có một tài chủ là kẻ khư khư giữ của, không những bản thân tính toán chi ly, lại càng không muốn bỏ ra đồng nào cho kẻ khác. Có lần, một vị Bích Chi Phật đi ngang nhà hóa duyên cho ông ta. Ông ta miễn cưỡng cúng dường, nhưng lập tức hối hận ngay, thầm nghĩ: Cúng dường tên sa môn đầu trọc ấy, chi bằng đem cho người làm ăn. Vì vậy, ông ta chạy ra, giật lại số thức ăn đã cúng dường, đồng thời dùng lời lẽ và hành vi xấu xa độc ác, chửi mắng vị Bích Chi Phật, còn đuổi ông ta mau cút đi. Bích Chi Phật biết ông ta làm vậy đã tạo ác nghiệp rất nặng, Ngài rất muốn cứu độ ông ta, nên lập tức thị hiện thần thông, bay lên không trung, đồng thời xuất hiện các hiện tượng sấm chớp, sét, mưa đá. Tên tài chủ keo kiệt trông thấy, ngay lúc đó sinh lòng tôn kính vị Bích Chi Phật, quỳ xuống cầu xin Bích Chi Phật cứu độ ông ta. Vị Bích Chi Phật thấy ông ta sinh lòng sám hối, liền từ trên không bay xuống. Tài chủ lần này mới thật tâm cúng dường Bích Chi Phật, đồng thời phát nguyện rằng: Mong dựa vào công đức cúng dường này, nguyện tôi đời đời kiếp kiếp được sinh trong nhà giàu có, đồng thời có thể ở trước vị thánh giả còn thù thắng hơn cả Bích Chi Phật, đạt được quả vị A-la-hán. Còn mong nghiệp ác đã tạo lần này sẽ không thành thục. Nếu đã thành thục, ngưỡng mong trong phút chốc tôi phát tâm xuất gia mà có thể tiêu trừ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, tên tài chủ keo kiệt khi đó chính là cậu bé xấu xí hiện nay. Vì ông ta dùng đủ lời lẽ cay độc để mắng nhiếc Bích Chi Phật, nên kiếp này sinh ra tướng mạo xấu xí. Vì ông ta xua đuổi Bích Chi Phật mau rời khỏi nhà mình, nên kiếp này từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi nhà. Vì sinh tâm hối hận, lại thêm công đức phát nguyện cúng dường Bích Chi Phật, khiến ông ta kiếp này có thể sinh ở nhà giàu có. Vì nguyên do của nguyện lực, ông ta lại có thể trong phút chốc phát tâm xuất gia, từ tướng xấu được chuyển sang diệu tướng, sau cùng xuất gia đắc quả A-la-hán. Ngoài ra, ở thời Đức Phật Ca Diếp tại thế, ông ta từng xuất gia. Lúc lâm chung, ông ta phát nguyện: Tôi ở xuất gia dưới tòa Phật Ca Diếp, cả đời chưa đạt được thành tựu gì, ngưỡng mong sau này có thể xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, diệt hết phiền não tam giới, chứng đắc quả A-la-hán. Vì nhân duyên phát nguyện trong hai đời trước, nay đã thành thục, nên đời này ông ta có thể xuất gia chứng quả dưới giáo pháp của ta. Lý Sĩ Khiêm thích bố thí. Vào đời Tùy, có vị cư sĩ tên Lý Sĩ Khiêm, từ nhỏ đã hết sức hiếu thuận. Ông mồ côi cha từ bé,
Rồi sau khi mẫu thân theo cha về thế giới bên kia, thì ông buồn thương thọ tang thủ hiếu trọn 3 năm. Kỳ hạn thọ tang vừa xong, liền sửa sang ngôi nhà đang ở thành một ngôi chùa. Và từ đó lập chí nguyện không tiếp tục làm quan nữa. Cả đời ông không hề nhấm môi dù chỉ một giọt rượu, không ăn thịt cá, hành vi lúc nào cũng đoan chính, khẩu nghiệp hết sức thanh tịnh. Từ xưa đến nay chưa từng nói ra lời nào có liên quan đến sự giết hại. Tiên sinh được kế thừa gia sản kết xù do cha mẹ để lại, nhưng sự sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày lại tiết kiệm, dè sẻn hơn cả người nghèo. Ông mặc y phục thô cũ, ăn cơm rau đạm bạc, lúc nào cũng xem việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu trong thôn xóm có gia đình nào khó khăn, chẳng hạn như người chết không có quan tài, tiên sinh liền bố thí quan tài. Anh em cãi nhau vì phân chia tài sản không đồng đều, ông tự lấy tiền nhà thêm vào cho đủ. Ông tự lấy tiền nhà thêm vào cho đủ chia để không ai thấy thiệt thòi. Cũng không ít trường hợp khi đó cả hai anh em đều cảm động và xấu hổ, tự thay đổi tâm tánh, không còn tranh chấp mà biết nhường nhịn lẫn nhau, yêu thương và tha thứ cho nhau. Nhờ đó mà cả hai đều trở thành người tốt. Một hôm, tiên sinh phát hiện có người đang cắt trộm lúa trong ruộng của mình. Ông chẳng những không hô hoán để bắt tên trộm, ngược lại chỉ lặng lẽ bỏ tránh đi nơi khác. Mọi người trong gia đình thấy khó hiểu trước hành động của tiên sinh, liền theo hỏi. Ông giải thích: con người không ai không có sĩ diện, nào ai thích làm kẻ trộm. Nhưng bởi thiên tai hoạn họa, nghèo đói bức bách, nên mới bất đắc dĩ rơi vào đường xấu. Do đó, chúng ta nên khoan dung tha thứ cho anh ta đi. Không lâu sau, người cắt trộm lúa biết được tấm lòng nhân từ của tiên sinh, cảm động sâu sắc, liền phát tâm hối cải. Từ đó, thề với lòng, thà chết đói chứ không làm kẻ trộm nữa. Quả thật, nhờ đó mà anh trở thành người tốt. Một năm nọ, mất mùa đói kém, rất nhiều người rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, gia đình đói khát. Lý tiên sinh liền mở kho xuất hơn 1000 bao tạ lúa để cứu giúp dân chúng. Đến năm sau, mùa màng lại tiếp tục thất bát. Những người mượn nợ năm trước đều không đủ khả năng trả nợ, cùng kéo đến nhà Lý tiên sinh xin khất nợ. Lý tiên sinh chẳng những không một lời làm khó mà còn nấu cơm thiết đãi. Sau đó đem tất cả giấy nợ ra đốt sạch và nói mọi người một cách hết sức từ ái: ngũ cốc trong nhà tôi được chứa trữ vốn là để cứu tế, giúp đỡ mọi người khi hoạn nạn, tuyệt đối không có ý đầu cơ để thừa nước đục thả câu. Hiện tại nợ nần của các vị đã hết, vậy mọi người hãy yên tâm làm ăn, đừng nên lo lắng nữa. Mấy năm sau, lại tiếp tục gặp năm mất mùa rất nặng nề. Lý tiên sinh đem hết tất cả gia sản ra để tổ chức việc bố thí lương thực với quy mô lớn, cứu sống hơn vạn người đang đứng trước cái chết vì đói thiếu. Mùa xuân năm sau, Lý tiên sinh lại tiếp tục bố thí một số lượng rất lớn hạt giống để giúp nông dân trồng tỉa vụ mùa mới. Có người thấy việc làm của tiên sinh như thế liền nói: Lý tiên sinh, ông đã cứu sống được rất nhiều người, quả thật âm đức không nhỏ. Ông cười xòa đáp: người ấy nghe được những lý luận cao thâm của Lý tiên sinh. Ông cười xòa đáp: ý nghĩa của âm đức cũng giống như việc bị ù tai, chỉ bản thân mình biết, người khác không nghe biết được. Hiện tại những việc tôi đã làm, anh đều biết cả. Như vậy sao có thể gọi là âm đức được chứ? Sau đó, con cháu của Lý tiên sinh đều làm ăn phát đạt. Mọi người cho rằng đây là quả báo tích đức của tiên sinh. Nhưng lúc đó,
lại có người không tin đạo lý nhân quả, đưa ra lập luận rằng chẳng có sách vở thánh hiền nào ghi chép về nhân quả cả. Lý Tiên Sinh ôn tồn nói: "Ông sai rồi. Đức Khổng Tử tán thán kinh dịch, mà trong kinh dịch có nói: Tích thiện chi gia, tức hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tức hữu dư ương. Nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui. Nhà tích chứa điều bất thiện, ắt sẽ gặp tai ương." Như vậy, có thể thấy trong sách Nho cũng nói đến đạo lý nhân quả, sao bảo là không? Người đó hiểu ra, rất thán phục sở học của tiên sinh, lại thưa hỏi về chỗ khác biệt giữa tam giáo. Lý tiên sinh giải thích: "Phật giáo giống như mặt trời, đạo giáo giống như ánh trăng, Nho giáo giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời." Người ấy nghe được những lý luận cao thâm của Lý tiên sinh, bỗng chốc liền khởi tâm hoan hỷ, tin phục. Vào năm 66 tuổi, Lý tiên sinh thuận theo lẽ vô thường, an nhiên xả bỏ xác thân. Người ấy nghe được những lý luận cao thâm của Lý tiên sinh, bỗng chốc liền khởi tâm hoan hỷ, tin phục. Vào năm 66 tuổi, Lý tiên sinh thuận theo lẽ vô thường, an nhiên xả bỏ xác thân. Người người nghe tin đều đau buồn khóc than thảm thiết. Người đến tham dự lễ tang và tiễn đưa linh cữu có đến hàng vạn. Một đời của Lý Sĩ Khiêm được nuôi dưỡng trong giáo lý giải thoát của Phật Đà, thấm nhuần Phật Pháp, cho nên đối với gia đình hết lòng hiếu thuận song thân, làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ, tình thương. Còn đối với xã hội cũng thực hành hạnh nguyện lợi tha rộng lớn, cứu độ chúng sinh, chẳng khác hàng Bồ Tát. Ông đã mang toàn bộ tài sản của mình để thực hành hạnh bố thí. Một đời của Lý Sĩ Khiêm được nuôi dưỡng trong giáo lý giải thoát của Phật Đà, thấm nhuần Phật Pháp, cho nên đối với gia đình hết lòng hiếu thuận song thân, làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ, tình thương. Còn đối với xã hội cũng thực hành hạnh nguyện lợi tha rộng lớn, cứu độ chúng sinh, chẳng khác hàng Bồ Tát. Ông đã mang toàn bộ tài sản của mình ra để thực hành hạnh bố thí. Song trong lòng không khởi chút ý niệm tham cầu, danh thơm tiếng tốt hay kể lễ công lao. Hành động này có thể nói là những người bình thường không dễ gì làm được. Tấm gương cuộc đời của Lý tiên sinh có thể nói là sống được mọi người kính mến, lúc chết được mọi người thương xót. Trích Tùy Sử, truyện Lý Sĩ Khiêm. Thầy giáo hết lòng giúp người. Tỉnh Giang Tây có tiên sinh Thư Lão dạy trường tư thục, có xây dựng các trường tư thục ở hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông, lấy việc dạy học làm niềm vui và kế mưu sinh. Ngày nọ, tiên sinh cùng với rất nhiều người đồng hương Giang Tây đáp thuyền trở về làng. Lúc thuyền vừa cập bến, tiên sinh lên bờ tản bộ, hốt nhiên nghe có tiếng khóc rất thê thảm, liền đến gần để xem. Thì ra đó là tiếng khóc của một người thiếu phụ vào độ tuổi trung niên. Tiên sinh Thư Lão liền gặng hỏi nguyên do, vì sao cô ta lại khóc bi ai như vậy? Người thiếu phụ đáp: "Chồng tôi thiếu quan phủ 13 lượng bạc. Hiện nay quan phủ thúc ép rất gấp, cho nên vạn bất đắc dĩ đành phải bán tôi cho người khác lấy tiền trả nợ. Nhưng nếu tôi bị bán đi, nhất định đứa con mới chào đời sẽ chết vì không có sữa bú. Thưa tiên sinh, như vậy bảo tôi làm sao không đau lòng xót dạ?" Nói xong, nàng ta không cầm lòng được, tiếp tục khóc nức nở. Thư Lão bèn an ủi: "Chúng tôi cùng đi trên thuyền đều là các thầy giáo trường tư thục gốc ở Giang Tây. Chỉ cần mỗi người giúp cô một lượng bạc thì có thể giải quyết xong vấn đề này rồi. Cô hãy lau nước mắt đi,
không nên khóc lóc như vậy nữa. Nói xong, tiên sinh trở về thuyền, kêu gọi bạn bè. Nhưng mọi người không ai chịu bỏ tiền ra. Tiên sinh thư lão bèn gom hết tiền bạc dành dụm được trong suốt 2 năm dạy học, vừa đúng 13 lượng bạc. Đưa cả cho người thiếu phụ đang gặp hoàn cảnh bi đát kia. Công đức của số bạc này thật không thể nói hết. Đã cứu sống được cả một gia đình. Người thiếu phụ rơi lệ vui mừng, nói lời cảm tạ rồi ra đi. Nhưng thuyền chưa về đến Giang Tây mà lương thực mang theo của thư lão đã hết, mà tiền thì đã mang ra giúp người hết sạch. Lúc đó, những người đi chung thuyền đều chế nhạo ông. Liệu mình đủ sức mới có thể cứu người? Không ai lại ngu ngốc đến như ông. Tiền ăn của mình còn chưa đủ mà dám mang ra đưa hết cho người khác. Bây giờ có chịu đói khát cũng chỉ có thể tự trách mình thôi. Dù vậy, trong số những người đi chung thuyền ấy, vẫn còn có một người nhận biết được điều hay lẽ phải, rất thán phục việc làm hy sinh cao cả của ông. Vì thế, cứ đến bữa ăn thì người ấy đều đến mời tiên sinh cùng ăn. Nhưng thư lão phải ăn nhờ cơm người khác, làm sao có thể dám ăn no? Vì thế mà phải cam chịu đói khát trong suốt lộ trình 2 ngày. Về đến nhà, thư lão vội bảo vợ: "Tôi đói quá, mau nấu cơm cho tôi ăn." Người vợ thở dài nói: "Nhà không còn gạo, vẫn đang đợi ông mang tiền về để mua." Thư lão đành bảo vợ sang nhà hàng xóm mượn. Nhưng vợ ông nói: "Tôi vốn đã mượn của hàng xóm rất nhiều rồi. Lại hứa khi ông về là có tiền, nhất định sẽ trả hết nợ nần cho họ. Bây giờ ông đã về mà nợ cũ vẫn còn chưa trả. Có lý nào họ lại tiếp tục cho tôi mượn?" Tiên sinh thư lão liền kể lại tường tận chuyện mình đem tiền dành dụm được trong mấy năm qua để giúp đỡ người thiếu phụ nghèo gặp cảnh khốn cùng cho vợ nghe. Người vợ nghe xong vui vẻ nói: "Nếu đã như vậy, giờ tôi sẽ vào núi hái ít rau dại về, chúng ta cùng ăn qua bữa cũng không sao." Nói xong liền xách giỏ tre đi thẳng vào núi. Nhưng lúc ấy đang mùa khô, tìm chẳng có rau gì ngon ngọt, chỉ hái được một ít rau đắng cằn cỗi. Đành mang về nhà nấu luôn cả rễ. Rồi hai vợ chồng cùng vui vẻ ngồi ăn với nhau. Tối hôm đó, hai vợ chồng đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói trên không trung. Vợ chồng thư lão biết làm thiện tích phước, hôm nay phải ăn rau đắng, năm sau ắt sinh được trạng nguyên. Cả hai vợ chồng đều nghe rất rõ giọng nói ấy, vội vàng tung chăn bước xuống giường, quỳ gối chắp tay hướng lên không trung bái tạ. Năm sau quả nhiên người vợ sinh được một cậu con trai kháo khỉnh, đặt tên là Tố Phương. Về sau lớn lên thi đỗ trạng nguyên, đúng như lời báo trước. Trích Đức Dục Cổ Giám. Gia luật sở tài can vua. Gia luật sở tài là đại thần nổi tiếng triều Nguyên. Ông học rộng biết nhiều, bình sinh không có sách vở nào, lại chưa từng nghiên cứu qua. Học vấn uyên thâm, lại đặc biệt tinh thông kinh luận Phật giáo. Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn mỗi khi xuất binh, trước tiên đều mời sở tài đến để thỉnh vấn. Những sự luận bàn, phân tích của tiên sinh thảy đều sâu xa và ứng nghiệm như thần,
Cho nên, Thành Cát Tư Hãn hết sức kính trọng và tin cậy. Có một lần, quân Nguyên chinh phạt phía đông Ấn Độ. Hành quân đến Thiết Môn Quan thì phát hiện một con thú rất kỳ lạ, chỉ có một sừng. Thân hình giống như nai, đuôi lại giống như ngựa, biết nói tiếng người. Bảo người thị vệ của Nguyên Thái Tổ rằng, không nên tiến công vào vùng này, hãy xin hoàng đế của ông sớm ra lệnh thu binh mới là thượng sách. Thành Cát Tư Hãn nghe báo việc này, cảm thấy hết sức kinh ngạc và khó hiểu, liền thỉnh giáo Sở Tài. Sở Tài đáp, muôn tâu bệ hạ, đây là con thú tốt lành, người ta gọi nó là giác thủy, có khả năng nói tất cả các thứ tiếng, biết yêu thích sự sống, chán ghét cái chết. Đây là điềm lành, ngầm ý bảo hoàng thượng hãy thuận theo lòng trời, thực tập từ bi, bảo hộ bá tính vạn dân và sinh mạng của muôn vật. Thành Cát Tư Hãn nghe tiên sinh nói thế, lập tức ra lệnh rút binh về nước. Lúc đó, phần lớn quan sử ở các châu quận đều bạo ngược vô đạo, thường giết người một cách vô tội vạ, thậm chí xảo trá lấy vợ người, cướp đoạt tài sản. Sở Tài nghe biết tình hình chính trị ở các nơi đồi bại như thế, không cầm được nỗi đau rơi lệ. Tiên sinh liền dâng biểu lên Nguyên Thái Tổ, xin hạ lệnh chấn chỉnh quan sử ở các châu quận, nghiêm cấm việc xâm hại dân chúng và tùy tiện giết người. Lại yêu cầu tất cả các trường hợp dùng đến án tử hình đều phải trình lên hoàng đế xét duyệt. Nếu ai trái lệnh sẽ bị xử chém. Sau khi Nguyên Thái Tổ chuẩn y và ra chiếu chỉ, hành động bạo ác của quan sử ở các địa phương mới dần dần giảm bớt. Lúc Nguyên Thái Tổ xuất binh Nam Chinh, Sở Tài dân sớ xin phát lời kêu gọi những người trong hàng ngũ quân địch đầu hàng, đồng thời đề xuất ý kiến dùng cờ đầu hàng để phát cho những người chịu hàng thuận, rồi cho phép họ trở về quê hương, chứ không giết hại. Do đó, bảo toàn được rất nhiều sinh mạng, mà việc chinh phạt cũng trở nên dễ dàng hơn vì giảm bớt sự kháng cự. Sau đó, Nguyên Thái Tổ mang quân đánh Biện Lương, nay là Khai Phong, Hà Nam. Vị tướng cầm binh vì muốn trả thù sự chống trả quyết liệt của người Kim, nên muốn ra lệnh phóng hỏa thiêu rụi cả thành, không để ai sống sót. Sở Tài biết chuyện, liền lập tức dâng sớ lên Nguyên Thái Tổ, nói rõ mục đích xuất chinh của hoàng thượng là vì muốn mở rộng bờ cõi và nhân dân. Nếu như chúng ta thiêu rụi hết cả thành, như vậy mình chỉ được đất chứ không được người, thế thì đâu có tác dụng gì. Thành Cát Tư Hãn xem tấu sớ rồi vẫn còn do dự, chưa quyết định. Sở Tài liền tiếp tục trực tiếp can ngăn. Tâu bệ hạ, trong thành này có biết bao những công trình kỳ xảo xinh đẹp, biết bao ngôi nhà chứa đầy vàng bạc châu báu. Nếu như ta thiêu rụi hết cả thành, như vậy sẽ chẳng thu hoạch được gì cả, há không đáng tiếc lắm sao? Nguyên Thái Tổ ngẫm nghĩ một lát, cho rằng lời của tiên sinh rất hợp lý, liền bác bỏ đề nghị đốt thành, lại hạ lệnh chỉ bắt tội những người chống đối, còn những ai đã quy thuận thì không truy cứu nữa. Nhờ đó đã bảo toàn được
gần 150 vạn mạng người. Lúc đó, số tù binh vượt ngục rất nhiều. Quân Nguyên liền hạ lệnh, bất cứ ai che giấu hoặc giúp đỡ tù binh chạy trốn, đều bị giết sạch cả nhà. Sở Tài lại dâng sớ tâu lên Nguyên Thái Tổ. Ngày nay, Hà Nam đã được bình định. Dân chúng đều là con của Hoàng thượng. Những người tù binh vượt ngục cũng không biết trốn về nơi đâu. Lẽ nào chỉ vì một người bỏ trốn mà giết oan rất nhiều người vô tội? Nguyên Thái Tổ xem xong tấu sớ của Sở Tài, lập tức bãi bỏ mệnh lệnh đã ban ra. Sở Tài hầu cận bên vua, thường dùng lời mềm dẻo khuyên can mọi việc, giúp cho việc trị nước của vua được thêm phần nhân đức. Ông giữ chức Trung Thư Lệnh, sau khi chết được truy phong là Quảng Ninh Dương. Con trai ông làm tới chức Tả Thừa Tướng. 11 người cháu cũng đều được làm quan lớn. Trích Lịch Sử Cảm Ứng Thống Ký. Nhan phu nhân quả quyết cứu người. Nhan Thái phu nhân là mẹ của tiên sinh Nhan Tịnh Phủ, sống vào triều đại nhà Thanh. Bà có bản tính từ ái, biết cách dạy bảo con cái, có thể nói là một người mẹ mẫu mực. Khi Nhan Tịnh Phủ bắt đầu bước vào con đường làm quan, được bổ làm tri huyện Bình Độ thuộc Sơn Đông, nổi tiếng thanh liêm, nhân từ, chính trực, công bằng, Nhan phu nhân được tiên sinh rước về phủ để sớm hôm hầu hạ, phụng dưỡng. Bà thường dạy con phải biết yêu thương dân chúng, xem nỗi khổ của người dân là nỗi khổ của chính mình. Có một năm, vào đời vua Càn Long, Nhan Tịnh Phủ có việc công phải đi đến tỉnh Tấn vào khoảng tháng 5. Bất ngờ, ở huyện Bình Độ lại xảy ra lũ lụt. Nhà cửa, ruộng vườn của người dân đều bị nhận chìm trong nước. Nhân dân bỏ nhà cửa, làng mạc, chạy vào thành lánh nạn lụt như ông dở tổ. Số đông đến cả vạn người. Không ngờ càng ngày mưa lại càng lớn. Nước dâng mỗi ngày một cao. Ngay cả huyện thành cũng sắp bị cơn hồng thủy nuốt chửng. Do lụt lội kéo dài, người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Đói khát, không có gì ăn. Tiếng than khóc chấn động cả đất trời. Lúc đó, vì không có quan tri huyện trong thành, nên các quan thuộc trong phủ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Nhan Thái phu nhân thấy tình hình cấp bách như thế, liền chủ trương mở kho chứa trữ lương thực của huyện để cứu tế dân bị nạn. Tuy nhiên, theo luật pháp thời bấy giờ quy định, thì lương thực chứa trong kho của huyện muốn xuất ra phải được phép của vị quan cấp tỉnh. Vì thế, các quan trong huyện không ai dám nghe theo chủ trương của phu nhân. Phu nhân liền giải thích. Mục đích lập nên kho chứa trữ lương thực, vốn để cứu tế dân chúng khi gặp hoạn nạn. Hiện trước mắt chúng ta có hàng vạn người dân đang bị đói khát. Mạng sống chẳng khác nào đèn treo trước gió. Nếu cứ cố chấp theo quy định, báo lên quan trên rồi chờ lệnh, thì e rằng có rất nhiều người dân đã biến thành quỷ đói. Chuyện này nếu bị quan trên hỏi tội, tôi xin đứng ra gánh hết trách nhiệm, tuyệt đối không để liên lụy đến các vị. Hơn nữa, chỉ riêng gia sản nhà ta cũng không nhỏ. Nếu quan trên có truy cứu, thì ta sẽ bán ruộng vườn, nhà cửa để bồi thường. Nhưng các quan thuộc vẫn hết sức lo sợ,
có chuyện lôi thôi về sau, nên không ai dám mở miệng tán thành. Thấy vậy, Nhan phu nhân lại nói hết sức quả quyết. Nếu có việc gì, một mình ta xin gánh vác. Các vị tuyệt đối an tâm, không nên sợ liên lụy. Mọi người thấy lòng kiên quyết của Nhan phu nhân như vậy, không thể không tuân lệnh. Lập tức mở kho lương thực, phân phát cho dân chúng bị nạn. Trong chốc lát, dân chúng reo vui dậy cả đất trời. Mọi người đều được thoát qua cảnh đói khát. Những gia đình giàu có trong thành đều cảm động trước tấm lòng Bồ Tát của Nhan Thái phu nhân, nên không ai bảo ai, cùng vui vẻ góp thêm lương thực vào việc cứu tế. 7 ngày sau, nước lục đã rút dần, lương thực cũng đã cạn. Lúc đó, tri huyện họ Nhan nghe tin huyện nhà xảy ra lục lội, vội vàng thu xếp trở về. Các quan thuộc cấp liền bẩm báo việc mở kho lương thực cứu tế người dân lên quan tri huyện. Nhan tri huyện nghe xong, vui vẻ mỉm cười, bảo mọi người: "Mẹ ta bảo các vị làm như vậy là đúng." Ông liền lập tức soạn thảo bản văn, trình bày tường tận sự việc lên quan tỉnh, đồng thời sai người về quê bán hết tài sản, chuẩn bị để đền bù vào số lương thực đã xuất ra khỏi kho mà không có lệnh của tỉnh. Sau khi sự việc được trình lên cấp trên, quan trưởng cấp tỉnh xem qua kinh hãi vô cùng, liền cấp báo về triều đình xin xem xét tội danh tự ý mở kho lương thực, đồng thời ra lệnh điều tra quan tri huyện. Không ngờ hoàng thượng rất sáng suốt, nghe qua sự việc liền hết lời khen ngợi việc làm của mẹ con Nhan thị, lập tức hạ chiếu không cần tra cứu chuyện tự ý mở kho lương thực, cũng không bắt phải đền bù lương thực vào kho, lại còn ban tặng cho thái phu nhân một tấm hoành phi để khen ngợi. Nhan Tịnh phủ từ đó càng ra sức làm thiện, thương yêu dân chúng như con đẻ. Sau đó ông được bổ làm tri phủ Nam phủ, không lâu sau lại thăng chức tuần phủ tỉnh Quý Châu. Con trai ông là Nhan Kiểm giữ chức bộ tào, được thăng lên đến chức lệ tổng đốc. Cháu ông là Nhan Bá Đảo, xuất thân từ Hàn Lâm, sau đó nhậm chức tổng đốc Phúc Kiến. Ngoài ra còn rất nhiều cháu chắt của ông cũng đều được vinh hiển. Tất cả đều là phước báo do Nhan Thái phu nhân biết dạy con tích chứa điều lành. Trích Tọa Hoa Chí Quả. Báo ứng hiện đời, do nhiều tác giả Hành Đoan biên dịch, lời người dịch. Cuốn sách này được chia làm 3 phần. Phần 1 của cư sĩ Quả Khanh, phần 2 là những câu chuyện của nhiều tác giả trên nhiều nước, đích thân mục kích hoặc nghe kể đã viết ra và gửi đến Hội Đạo Đức Trung Hoa. Phần 3 là chuyện do ký giả trực tiếp phỏng vấn hay nghe kể lại mà viết ra. Tôi đã cất công săn lùng trong rừng hồi ức nguyên tác Hán tự mênh mông để tìm ra những câu chuyện hay và hữu ích, sau đó chắt lọc, tuyển lựa, rồi dịch ra để chia sẻ cùng bạn đọc. Quý vị có quyền tin hoặc không, nhưng tập sách này không đơn thuần là truyền đọc để mua vui một vài trống canh, mà mang theo cả tấm lòng yêu thương nhân gian của người viết
lẫn người dịch. Trong thời buổi ngày nay, đọc một tờ báo lên một trang net, chúng ta thấy tội ác dẫy đầy, tàn nhẫn và kinh hãi đến mức báo động. Tất cả đều do con người không tin nhân quả. Vì không tin nên không biết sợ, không biết sợ nên chẳng cẩn trọng giữ gìn. Đến nỗi một nhà nghiên cứu giáo dục đã phải than rằng đây là thời cái ác lên ngôi. Có câu thánh hiền sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao thánh hiền sợ nhân? Vì các ngài chứng kiến nhiều, đã từng đau khổ và thấm thía tận xương tủy, nên luôn cẩn trọng giữ gìn từng hành vi, ý nghĩ. Còn chúng ta ít chứng kiến, không hiểu, không tin, không nhớ, nên hoàn toàn mất kiểm soát, phóng túng, gieo nhân bừa bãi. Chẳng hạn như một viên thủ quỹ giữ kho vàng cho công sở hay tư nhân, nếu không tin tội phước báo ứng thì rất dễ dàng thục ghét, tham lam, tạo tội. Nhưng nếu họ tin nhân quả, hiểu là của phi nghĩa chẳng những không xài được mà còn di họa đến bản thân và con cháu, thì dù cho có giám sát viên theo dõi, họ vẫn giữ mình trong sạch, thanh liêm. Chỉ mong rằng sau khi đọc cuốn sách này, quý vị có tầm nhìn rõ hơn về nhân quả và sẽ sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Nếu như tác phẩm này mang đến cho bạn đầu chút lợi ích tâm linh hay niềm vui trong ý sống, thì đó là phần thưởng lớn nhất của người dịch. Xin được gửi lời tri ân đến em Hồng Vinh Châu, cô Nguyên Tâm, Diệu Ân, Dương Bích Thủy, Liễu Thông và sự đóng góp âm thầm của biết bao con người đã giúp tôi về tinh thần lẫn vật chất để tôi có thể hoàn thành và gửi tặng dịch phẩm này đến độc giả, cho dù số lượng sách biếu giới hạn và khiêm tốn. Xin hồi hướng phước điền này đến chư vị ân nhân, hương linh của cháu Caron Chi Phan và tất cả những người có mặt trên thế gian này. Cầu mong quý vị luôn an lạc, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ luôn tỏa sáng để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Trong bản in đầu, do nghĩ đó là cuốn duy nhất nên tôi không đề số 1 và số 2 làm chi. Nhưng không ngờ sau đó tôi lại tìm ra được nhiều câu chuyện hay để tiếp tục chia sẻ cùng độc giả. Do vậy mà lần tái bản này tôi cho ghi số đúng thứ tự vào, cũng đã chỉnh lỗi và cho nâng sai lớn theo yêu cầu độc giả. Do vậy mà sách tăng thêm 12 trang so với bản cũ. Dù đã cố hết sức nhưng e là không tránh khỏi sai sót, xin quý vị vui lòng lượng thứ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Đức Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đọc xem đều phát tâm bồ đề, mãn một báo thân này, đồng sanh cõi hạnh phúc. Hạnh Đoan, ngày 29 tháng 3 năm 2013. Báo ứng hiện đời. Tập 1. Tác giả Quả Khanh. Lời tác giả. Nguyên nhân tôi đến với đạo. Tôi sinh năm 1944. Do từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục vô thần nên tôi luôn cho tôn giáo là mê tín. Thế thì làm sao tôi lại bước vào con đường nghiên cứu học Phật? Chuyện bắt nguồn từ lần du ngoạn Ngũ Đài Sơn vào mùa hạ cách đây hơn 10 năm về trước. Ngũ Đài Sơn ở tỉnh Sơn Tây là một trong tứ đại thánh địa nổi danh của Phật giáo Trung Quốc,
được xem là đạo tràng Bồ Tát Văn Thù. Trong đây có những ngôi chùa nguy nga trang nghiêm, ngàn năm cổ kính trứ danh mà tôi từng dạo qua. Trong Đại Hùng Bảo Điện lúc nào cũng có khói hương nghi ngút, thậm chí ngay cả tiếng hồng chung ngân nga cũng khiến cho người nghe cảm thấy lâng lâng, trần lao tiêu dứt. Cảnh vật nơi đây luôn gây cho tôi cảm giác xúc động, bồi hồi khó tả, như thể mình đã quen biết chỗ này từ lâu lắm rồi. Lần thứ hai đến Ngũ Đại Sơn du ngoạn, tôi rất cao hứng và bỗng nảy ra một ý muốn thám thính nơi ẩn cư thanh tu của các vị tăng khổ hạnh, vì ít ai biết đến sinh hoạt của các ngài. Tôi nhớ mãi buổi sáng ngày hôm đó, khi trời lạnh buốt, sương giăng bịt mù, tôi nôn nao chỉnh đốn hành trang, cẩn thận đem theo tấm bản đồ, một mình tôi bắt đầu cuộc hành trình thám thính thắng cảnh thanh u. Lòng hoàn toàn không ngờ được rằng chính lần mạo hiểm đó là chuyển biến số mệnh của tôi lẫn bao người khác về sau này. Cho đến bây giờ, tôi luôn xem Ngũ Đại Sơn là vùng đất sinh ra tôi lần thứ hai. Lúc bắt đầu xuất phát, tôi cố ý tránh các con đường bằng phẳng mà chuyên lựa những lối ngoằn ngoèo khúc khuỷu để đi. Dọc đường, ngước nhìn lên chỉ thấy đỉnh núi cao vọi, cây cối thâm u, khói sương lượn lờ, sắc tuyết lấp lánh. Tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm trí rỗng rang. Đường càng lúc càng gập ghềnh, tôi cứ đi dọc theo con suối, tiện thể thưởng bức tranh cổ mộc hàng nham của thiên nhiên. Đá phả hơi lạnh, cổ thụ cao vút, cây cối tùm, trời xanh mây trắng, con đường đầy dị thảo kỳ hoa. Tôi như bị ngoại cảnh lôi cuốn, say sưa đi mãi, quên hết mọi sự và đắm chìm trong cảnh nước biếc non xinh. Mãi mê trèo đèo lội suối, tôi quên là trời đã gần trưa, nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy hình bóng của vị tăng khổ hạnh nào. Lòng không khỏi có chút chán nản. Trong lúc tôi đang nhìn quanh bối rối, bỗng nghe xa xa có tiếng mõ vọng đến, dư âm cổ xưa như lẩn khuất đâu đây, lượn lờ trong núi. Âm thanh vang vang bắt nguồn từ sơn cốc ở phía tây cánh rừng thâm u truyền tới. Tinh thần tôi phấn chấn trở lại, tôi bươn bả nhắm hướng sơn cốc tiến tới. Rẽ vào con đường hun hút sâu nhưng xinh đẹp, trên cao óng ánh sắc mây tía phủ quay, cây cối xanh tươi giống như là tiên cảnh. Lúc này tiếng mõ nghe chậm dần rồi ngừng hẳn. Một dòng nước trong xanh uốn khúc, chẳng gợn mây trần hiện ra trước mặt, hơi phun ra như châu ngọc. Tôi khơm bình vốc nước uống, hương vị mát lạnh thanh lương đến thơm cả miệng, uống no đê. Tôi rửa mặt, còn dùng tay tát nước lên mặt. Bỗng tôi phát hiện có người đứng bên bờ suối nên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lão tăng râu tóc chưa cạo, áo vá hài cỏ, khoanh tay đứng đó. Cơn gió thoảng qua, râu tóc ông lay động, tà áo phất phơ, bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Nhưng tôi cảm thấy choáng váng, thần trí như mê muội. Nhãn thần của vị tăng thuần khiết và hiền lành làm sao ấy. Tôi có cảm giác ông quá quen thuộc, cứ như là cha mẹ tiền kiếp của mình. Ông tỏa sức thu hút mãnh liệt, khiến thân tâm tôi vọng hướng. Thí chủ, xin lỗi đã làm phiền. Vị tăng chắp tay nói. Dạ không, là tôi quấy rầy bậc thanh tôn như ngài. Tôi hoang mang đáp lễ. Thí chủ ưa dùng u tịnh này à? Tôi chỉ muốn tránh cảnh ồn ào một chút nên mới đi một mình tản bộ thôi. Thực ra tôi hoàn toàn không có ý giống như mình đang nói, vì tôi đang thầm ao ước có được giây phút kỳ ngộ thú vị như thế này. Chà, dù sao cũng là quấy nhiễu thí chủ. Thí chủ cứ dạo chơi nha, lão tăng đi trước đây. Thì lão hòa thượng đã nhẹ nhàng lướt về hướng tây rồi. Tôi vội đuổi theo,
bẽn lẽn thú giận. Bạch Hòa Thượng, xin ngài dừng bước. Thực ra con đang rất mong mỏi muốn được gặp một vị cao tăng như ngài. Lành thay, tôi không phải là cao tăng, tôi chỉ là một tu sĩ dẫn đường quê vụng về mà thôi. Vừa rồi là ngài gõ mõ phải không ạ? Tiếng mõ thức tỉnh lòng tục khách, nước trong xanh tẩy sạch tâm trần. Tôi im lặng suy gẫm lời hòa thượng vừa nói, và trong phút chốc tôi đã đi theo ngài đến một vùng xinh tươi quang đãng. Chung quanh có đầy cây lê, gốc rất to, quả trái xum xuê. Phía bắc địa thế hơi cao, trước mặt có một thảo am nhỏ. Trong lòng tôi sung sướng nghĩ thầm, mình đã gặp được vị cao tăng thanh tôn siêu việt xuất thế. Ta bà thế giới chẳng nên ẩn thân lâu, thời gian có hạn, chớ đợi chết đến mới lo tu. Danh gian lợi dưỡng chỉ là không, ân ái thế gian rồi cũng biệt. Oan oan tương báo thì luôn tiếp nối không ngừng. Hòa thượng làm như vô tình ngâm nga, nhưng tôi nghe lòng âm thầm chấn động. Người trên đời chỉ biết tạo oan nghiệt, không biết sám hối, chỉ muốn hưởng phúc mà chẳng chịu tích phúc. Đâu hề biết niệm Phật một tiếng phúc tăng vô lượng, lễ Phật một lại tội diệt hà sa. Tôi không còn tự chủ, tiến tới hai bước rồi quỳ xuống trước mặt lão tăng, khẩn thiết thưa: Sư phụ, mong ngài thu nhận con làm đệ tử, con muốn theo ngài học Phật pháp. Phật pháp như biển, duy có lòng tin là có thể nhập. Còn tin chăng? Hòa thượng cố tình nhấn mạnh chữ tin. Câu hỏi này khiến tôi vô phương hồi đáp. Chao ôi, tôi xưa nay luôn cho Phật giáo là mê tín, còn khinh tường, không đếm xỉa gì tới mấy chuyện hướng Phật, Bồ Tát lễ bái. Hôm nay, vì sao tôi lại chí thành quỳ dưới chân một vị tăng chưa từng quen biết, nài xin làm đệ tử như thế này? Trong thoáng chốc, tôi khó thể hồi đáp. Thế nhưng, không, trần lao, sám hối, vân vân, những từ này cứ vang vang và không ngừng in sâu vào trong óc não, làm cho tâm tư tôi chấn động. Trong lòng tôi bỗng trồi lên một thứ tình cảm vĩ đại như đã có từ lâu lắm rồi. Trong lúc tôi bối rối, tinh thần như vô chủ, thì chợt thấy lão tăng đang nhìn tôi từ bi và chăm chú. Trong khoảnh khắc, tâm tôi có trăm ngàn cảm xúc đan xen, từng hạt lệ cứ thi nhau buông lả chả rơi xuống, làm ướt cả đôi vớ khiết bạch của lão tăng. Cho dù tôi cảm thấy mình thất lễ và kỳ cục, nhưng tôi không sao ngăn được suối lệ đang tuôn trào. Tôi giống hệt như đứa con phạm phải lỗi lầm, không thể nói gì mà chỉ biết khóc và khóc. Tính là mẹ các công đức, là nguồn gốc của đạo, nhưng tính lại chia ra chánh tính và mê tín. Gọi chánh tín nghĩa là chánh chứ không phải tà, giác mà không mê. Người quy y Phật giáo trước tiên cần dựng lập tri kiến chính xác. Người lễ Phật vì kính đức cửa Phật, người niệm Phật vì cảm ơn Phật, người xem kinh để rõ nghĩa lý, người tọa thiền để chứng cảnh giới Phật, người chứng ngộ là đắc đạo của Phật. Tôi như kẻ đói được ăn, khát được uống, lắng nghe từng chữ, từng lời khai thị châu ngọc của ngài. Tôi cảm thấy như mỗi cọng cỏ, mỗi một cội cây trước mắt đều tỏa ánh kim quang chói lọi. Tôi cứ cung kính lắng nghe mà không hay không biết mặt trời đã ngã về Tây. Lúc tiễn tôi ra về, hòa thượng lấy một trái lê cất từ hốc đá trong lòng suối trao cho tôi. Lúc đó cơm sáng và trưa của tôi chưa có gì dùng. Tôi cảm ơn ngài và cầm lê đưa vào miệng cắn, nghe hương vị thơm lạnh, mát cả răng, cảm giác như được thanh phổi nhuận lòng.
Tôi ngạc nhiên vì thấy như mình vừa ăn được một quả tiên. Hòa thượng nhìn tôi ăn say sưa ngon lành, khuôn mặt từ bi khẽ mỉm cười, nụ cười hoan hỷ thâm trầm đánh động vào nội tâm tôi, khiến tôi có cảm giác giữa chúng tôi dường như đã quen biết và thân thiết rất lâu rồi. Ly này vốn có vị đắng, khó thể nuốt trôi, nhưng nó được tẩm nước suối ngót 3 tháng ròng nên mới biến thành ngọt liệm. Suối này đông nhuận hạ mát, ly có thể tồn trữ trong dòng nước cả năm. Nói như vậy thì ngày quanh năm đều có thể ở đây tu hành. Tôi tò mò hỏi. Hòa thượng mỉm cười không phủ nhận. Ánh trăng bờ ảo như sương, gió mát lạnh như nước, con suối nhỏ chảy róc rách. Tôi cùng hòa thượng vừa đi vừa trò chuyện trên đường. Tôi chưa thấy lạnh và thấm mệt thì đã ra đến con đường thô xấu ở bên ngoài. Tôi chắp tay bái chào hòa thượng, lòng trào dâng niềm quyến luyến không muốn rời xa ngài. Nhưng tôi biết có nói nhiều cũng vô ích. Như hiểu lòng tôi, hòa thượng khẽ nói: hữu duyên thì sẽ gặp. Hình dáng ngài giống như ánh trăng mờ ảo lẫn khuất vào trong rừng cây. Điều tôi cảm thấy an ủi là ban nãy hòa thượng có nói chẳng bao lâu nữa ngài sẽ kết thúc bế quan và bắt đầu cuộc nhập thế độ nhân, tùy duyên thuyết pháp. Nghĩ đến điều này, lòng tôi giàu dạt niềm vui. Tôi bước nhanh hơn trên đường về và có cảm giác như nếu mình tăng tốc đôi chân thì sẽ sớm được thấy ngài nhanh hơn một chút vậy. Về đến sảnh đường, tôi ngồi im trong phòng khách, lặng lẽ hồi tưởng đến cuộc diện kiến giống như giấc mộng vừa qua, thầm cảm thấy vô cùng thú vị. Bỗng tôi sực nhớ là mình đã không hỏi tên hòa thượng, lòng buồn bã hối tiếc không vui. Tôi luôn hy vọng sẽ sớm được hưởng hồng ân pháp vụ của ngài. Không bao lâu tôi liên lạc được với hòa thượng. Kể từ đó thầy trò chúng tôi tương quan sâu sắc, tôi được thường xuyên thân cận ngài luôn. Quan âm thấm thoát, 10 năm trôi qua nhấp nháy, đến nay tôi đã gần 60. Thời kỳ này tôi thấy hòa thượng dốc hết tâm huyết vì pháp quên bình, giáo hóa vô số chúng sinh. Còn bản thân tôi vẫn sống luống uổng qua ngày, vì chưa buông xả hết nên khó có được thọ dụng chân chánh, thật xấu hổ. Dù vậy, hiện tại tôi không muốn làm mai một những câu chuyện linh hoạt tràn trề ý nghĩa, không muốn những bài học nhân quả có thật và cực kỳ quý giá này bị chôn sâu vào đáy huyệt. Vì vậy, sau khi do dự và cân nhắc rất lâu, tôi đã cầm bút lên ghi lại những chuyện có thực này để chia sẻ cùng bạn đọc. Nếu như tôi không nêu rõ danh tánh và địa điểm liên quan đến các nhân vật có thực được nêu lên trong sách là do xét thấy không tiện, mong chư vị thông cảm. Thêm nữa, có thể vài từ ngữ dùng trong sách không còn phù hợp với thời nay do những địa danh, những tên quá cũ xưa còn sót lại. Chỉ mong chư vị đại đức, các pháp lữ trong đạo vui lòng chỉnh giúp cho. Kính chúc mọi người giới định huệ tăng trưởng, phúc huệ song tu, Phật đạo sớm thành. Đệ tử cư sĩ Quả Khanh hổ thẹn kính ghi.